mình sẽ quyết tâm vào bếp nấu cho vợ mình một món ăn thật là ngon. Nhưng nhà mình chỉ có mỗi một chiếc nồi như thế này. Có vẻ chiếc nồi này nó cũng đã cũ rồi, mà nó cũng cũ thật, nhìn nó cũng đã xịt màu. Với chiếc nồi này thì chẳng lẽ mình phải bỏ đi? Chắc không thể được, bởi đây là một chiếc nồi bảo được bảo hành 100 năm. Và chiếc nồi này thì đã gắn bó với gia đình nhà mình một thời gian. Nó nấu ăn rất là ngon, mình thấy cho rau vào ăn nó rất là ngọt. Và chiếc nồi này, gia đình mình cũng đã sử dụng nó để nấu rất nhiều các món ăn. Từ chiên, hấp, nướng, đến làm bánh pizza, làm bánh gato, làm bánh bông lan, làm bánh trung thu cũng rất rất nhiều. Chẳng lẽ cũ rồi lại bỏ đi mua một cái mới? Không, không thể được, bởi nó là sản phẩm bảo hành 100 năm. Chính vì vậy mình phải nghĩ cách làm sao để cho nó mới lại. À, mình đã có cách. Balasibu biết. Đây là một chiếc nồi hoàn toàn mới. Chúng ta có thể soi gương được. Đó, chúng ta sẽ soi gương. Đây ạ. Một chiếc nồi hoàn toàn mới. Vâng. Với một chiếc nồi đa năng như vậy, mà chúng ta từ lúc mua về đến trước khi chúng ta sử dụng hàng chục năm, nó vẫn luôn luôn mới và được bảo hành 100 năm. Rất xứng đáng cho một gia đình. Các bạn có thể xem tất cả các món ăn nấu từ chiếc nồi này ở trên trang fanpage Bếp Hoàng Hậu hoặc trên trang YouTube Bếp Hoàng Hậu.
thì các bạn có thể xem được tất cả các công thức nấu ăn từ chiếc lồi rất đơn giản. Với chiếc lồi này chúng ta có thể nấu được từ bếp từ, bếp hồng ngoại, bếp gà, thậm chí chỉ một hai cây nến nho nhỏ chúng ta cũng có thể nấu chín thức ăn trong chiếc nồi này. Bởi với chiếc nồi này chúng ta sẽ nấu bất kể dùng bếp gì, chúng ta cũng sẽ dùng cái nhiệt lượng bé nhất. Vâng, nếu các bạn muốn sở hữu một chiếc nồi như thế này thì các bạn có thể inbox cho Luân hoặc là liên hệ với những người đã chia sẻ video clip này cho các bạn.